Thanh niên này là nạn nhân của việc lừa đảo thông qua các app trên điện thoại. Mới đây anh nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là nhân viên ngành thuế. Người này đề nghị được hỗ trợ anh cài đặt ứng dụng kê khai thuế trên điện thoại để hoàn tất nhanh các thủ tục về thuế. Anh đã tin tưởng làm theo hướng dẫn, truy cập vào đường link nhận được từ người này qua tin nhắn để cài đặt ứng dụng kê khai thuế mà không biết mình bị lừa. Vừa mới kê khai hết thông tin để cài cái app đấy xong thì màn hình nó nóng ran, điện thoại sụp pin, sau đó tắt nguồn. Một lúc sau, trên đường mang điện thoại đi sửa, có ghé ngân hàng để rút tiền thì mới phát hiện ra là gần 30 triệu trong tài khoản, mất sạch. Ở tình huống này thì các hacker đã dẫn dụ nạn nhân truy cập vào những cái trang web giả mạo và sau đó thì tải về những cái ứng dụng giả mạo. Và khi mà nạn nhân cài các ứng dụng giả mạo này lên điện thoại và cấp quyền hoạt động cho các cái ứng dụng này thì chúng sẽ hoạt động ngầm, âm thầm ở trên điện thoại. Và ngay cả khi điện thoại tắt màn hình, tức là giống như là không có ai sử dụng, thì các hacker vẫn có thể từ xa điều khiển cái điện thoại để thực hiện các cái giao dịch chuyển tiền và lấy toàn bộ số tiền ở trong tài khoản của nạn nhân. Cơ quan công an nhận định, kẻ xấu luôn dựng lên rất nhiều màn kịch để gian bẫy các nạn nhân. Những tin nhắn thông báo đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp, thông báo tài khoản ngân hàng đang bị đăng nhập bởi một thiết bị khác, hay thông báo trúng thưởng các đồ dùng có giá trị. Nhưng cái đích cuối cùng là vẫn dẫn dụ người nhẹ dạ cả tin lít vào những đường link có chứa mã độc. Chiêu trò lừa đảo không mới, nhưng những chiêu thức lừa đảo thì lại rất mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao. Vẫn là những cái chiêu trò mạo danh cơ quan công an, cán bộ của các cơ quan chức năng để tiếp cận, dẫn dụ hoặc đe dọa người dân để người dân làm theo hướng dẫn của chúng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo. Nhưng chiêu trò này đã tinh vi và nguy hiểm hơn do các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng cái công nghệ, lợi dụng những cái ưu thế của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt để thực hiện hành vi lừa đảo. Do đó, người dân cần hết sức đề cao cảnh giác để phòng tránh cái việc bị lừa.